Nồi cảnh, nồi bốc phét này. Các bạn biết chỗ mai làm răng không? Để mai tôi phải đi làm răng này. Thì các bạn chơi ở trong đó đi. Nhờ ở bên này của tôi ấy các bạn. Các bạn biết cái kiểu mà nó tôi chưa bao giờ tôi bị sâu răng của quá cả. Thế mà có vẻ tình hình lần này nó bị hở tủy ấy. Bạn đéo biết là nên đi hàn hay là nên đi vật con mẹ một cái răng ra để gắn một cái răng mới vào các bạn. Tôi ít khi bị bệnh kiểu gì mà phải răng miệng các thứ lắm. Đéo hiểu như nào cả. Nhưng mà ở đây là bị sâu cái ở trong này. Khả năng bịt lại bị đau não vãi luôn, tôi kể cả bạn. Nhưng mình phải ấy à? Nhưng mình tức là bây giờ mình phải nhào nhỉ? Tức là bây giờ mình đi hàn á, hay là bây giờ mình phải đi trồng răng mới? Tôi bịt lại tôi sợ đau răng vãi luôn, thề các bạn. Đéo tưởng tượng tối nay tôi đi ngồi sớm ra đấy. Xong bịt lại điều nó bị đóng liên tục phát đầu. Khó vãi luôn. Bây giờ phải ra khám mới biết được à? Ra khám cũng được không? Tôi ra kiểu dạng nha khoa, kiểu dạng đơn thuần được không? Đi kiểu nha khoa. Nhà tôi thì cũng có mấy đứa em làm kiểu nha khoa, bệnh viện răng, hàm mặt các thứ. Thế để ra xem như nào, chứ còn tình hình này thì chết. Đéo ăn uống được cái gì, khổ quá luôn. Thế các bạn. Đau thế là hỏng tủy rồi à? Giáo chủ phải trồng răng mới à? Nhưng mà có đau không? Có đau không? Đéo biết, nhưng mà chỉ hỏi là có đau không thôi. Tức là làm xong có bị đau không? Có bị cưỡng hiếp đấm liên tục vào mồm không? Đau vãi đồn đấy, mình thề. Đau quá. Ôi tôi kêu là bạn tôi sợ đau vãi lồn luôn ý. Nói chung răng bị làm sao vậy? Mình đang nghi ngờ là nó bị như kiểu là nó bị sâu răng, các bạn hiểu không? Thế như kiểu là nó bị sâu xong rồi nó bị hở tủy ý. Thì như kiểu là mình bình thường thì không sao, nhưng mà mình cứ ăn uống xong một lúc là thề ngồi được nửa tiếng như kiểu là thề cả các bạn. Cảm nhận được cái dây thần kinh ở trong nó chạy một phát lên đến tận đây luôn, là thề cũng nhiều một thằng nó gõ vào ấy. Thế tôi nghĩ là nó bị sâu răng một cách nguy hiểm. Nên cần phải có một cái động thái đi kiểu đi hàn hiểm các thứ, đi hàn quốc hùng, đi trồng răng mới các thứ vào. Nhưng mà tại vì thật sự là tôi rất ít những cái bệnh của dưỡng trước. Từ trước này chưa bao giờ tôi đi kiểu những cái bệnh mà nó bị liên quan đến răng miệng, cái răng cái lôn thì nếu nó bị cái lôn thì cả. Nhưng mà xong đôi này bị quả này đau quá, nếu biết phải làm như thế nào, đau vãi luôn. Thì lấy tủy không đau nữa à? Thế tôi được rồi, để đi làm một cái ra đấy cho người ta xem là bị làm sao. Nhưng mà mấy lần tôi bảo định đi rồi nhưng mà tôi lười quá. Thế nhưng mà ngày mai là nó chứng tỏ cho tôi biết là kiểu gì tôi cũng phải đi rồi. 567 đã mua gói 10.000 cây gì sao đâu giáo chủ, ra nha khoa nó bẻ đóng vài phát gãy cái cạch là xong thôi. Nếu bị lấy tủy thì tôi hứa với giáo chủ là làm xong đau hết CMNBD luôn mặt cười. Đó, nhưng mà nói thế là tôi chịu đau giỏi lắm. Tôi là thật với cả các bạn chứ cứ không phải là đau đớn đối với cả tôi thì nó là một cái cảm giác nó làm sao đâu. Tôi cảm nhận nỗi đau nó như một niềm vui mà. Giống như là ở trong phim cái phim Bìu đấy nhỉ? Quên con mẹ tên rồi. Phim Đỉnh Cao mình chết, có thằng bịt mẹ tự nhổ răng mình ra cho đỡ đau ấy. Đau bị muốn biến đổi rồi tính ra, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn là sẽ đau. Nhưng mà thôi, đối với tôi đau một lần nữa thôi, tôi chịu đau giỏi lại luôn. Tôi thật các bạn. Đau kiểu thể xác thật sự luôn đấy. Tôi chịu đau giỏi lắm, tôi nói thật. Ví dụ như đối với cả tôi một cái cơn đau răng nhá, tức là nó khiến tôi không thể nào mà làm cho tôi có thể hoạt động một cách bình thường. Bởi vì nó nhức mà. Nó nhức, thế là xong rồi bắt đầu nó bị cả dây thần kinh của các bạn. Ôi nhiều có thằng gõ đầu mình ấy, cay vãi luôn. Thế xong rồi lúc này tôi nằm ở giường, tôi đắp chăn, tôi nhắm mắt vào, ui như chơi đồ. Tôi thật với cả các bạn, chơi đồ còn đéo phê bằng như thế. Kiểu nằm nhắm mắt rồi, thế cứ thấy kiểu cái răng ở trong ấy nó cứ nhói nhói ấy. Ui phê vãi luôn, tôi thật cả bạn, đéo có gì phê hơn luôn. Tôi tin do những cái cảm giác này như một cảm giác gọi là được phê mà, thế nên là không sợ lắm. Nhưng mà không phải đâu các bạn ạ, cứ thì phải ăn uống xong đau răng như này tôi ăn cứt lắm. Thôi thà chịu đau còn hơn nhức hoài giáo chủ ạ. Tất nhiên, trời ơi. Cô bé đa tình yêu cậu bé trung tình đã mua gói 10.000, bác sĩ hoa súng chỉ cho thì ếu trách. Giáo chủ có thích đi ba không? Có đi thường xuyên không? Nói chung là thích thì tôi nói thật là thế nào gọi là thích thì thực ra cũng không phải là thích. Thế nhưng mà bảo là có một cái gì đấy nó kỳ thị thì thật ra là mình nghĩ là mình cũng không kỳ thị. Bọn mình một tháng thường xuyên là rủ nhau đi 3, 1, 2 lần, gọi là để đến chỗ đông người, gọi là có trẻ con các thứ để xem thử xem là cái xã hội này nó đang chơi bời như thế nào. Thì đập đi thì vẫn đi thôi, nhưng mà bảo là thích thì tôi cũng chả thích. quan trọng là kiểu mọi người đi đâu thì mình đi đấy. Đấy là những cái nơi mà nó là kiểu chất xúc tác, chứ còn bảo là ở đây nó có một cái gì đấy nó thu hút để mà uột thật sự là tôi phải nghĩ để tôi quay trở lại thì không. Tôi thì đi thì vui, chứ còn cái gì. Giáo chủ hồi trước thích chị Mitty đúng không ạ? Đâu Mitty, Mitty có thích con trai đâu, thế hỏi câu đấy giờ thôi à? Sao hỏi câu nhạy cảm ấy, đi có mẹ thằng nào vào đáo mồm tao đây. Cái đặc tính của tôi đi chơi ở ngoài xã hội nó là như thế. Cái đặc tính của tôi ở ngoài xã hội nó là như thế. Chỉ cần các bạn như thế nào, các bạn cho tôi xuất hiện ở một cái chỗ không cần biết là nó ít người, nó đông người, nó chỉ có một mình tôi với bạn, nó chỉ có một, nó có tôi và bạn và rất nhiều người khác. Chỉ cần cái chỗ đấy cho phép tôi ăn thịt chó, tất nhiên tôi chả xin ai cả, thịt chó của tôi cho phép tôi ăn thịt chó. Ngay cả khi cái lúc đấy các bạn ngồi nhìn tôi thấy tôi không nói gì, các bạn cũng không cần phải lo cho tôi, bởi vì chưa chắc cái lúc đấy các bạn đã vui bằng tôi. Đấy là cái quy luật của việc đi chơi của tôi. Đấy là cái chỗ nào đi chơi nó không quan trọng. Đầu tiên là các bạn phải đồng ý cho tôi ăn thịt chó, ở đây nó đồng ý cho tôi ăn thịt chó đấy. Nhà tôi đến đây tôi ngồi, tôi mà được ăn thịt chó tôi thề với các bạn vui là tôi vui, tôi hứa là như thế luôn. Đấy là quy luật đi chơi của tôi rồi, không cần biết là thôi bây giờ anh em mình rủ nhau vào một cái lều, anh em ngồi với mẹ mình hay là thôi anh em mình rủ nhau con mẹ mình lên điện giặt tầng cao nhất tòa nhà lên mắt trong thành phố Hồ Chí Minh hay là như nào, tôi đồng ý hết, thế nhưng phải cho tôi ăn thịt chó cơ. Đúng rồi, quan trọng là có được ăn thịt chó không thôi. Kiểu như giáo chủ ăn thịt chó xong thêm bia rượu có gãy không á? Đối với mình thì ăn thịt chó vào nó sẽ khiến cho mình đỡ say bia say rượu đi một tí, nó chữa mình đi một tí. Còn bình thường thì mình cũng không bia rượu luôn, mình chỉ ăn thịt chó thôi. Anh em lên nâng cấp với mình như này, mình lên với cả anh em này. Chứ tôi không bia rượu luôn từ đầu ra là dễ hiểu luôn. Thế em cảm ơn các bạn. Giáo chủ ơi em đéo hiểu bây giờ làm sao nữa, nhìn chúng nó yêu nhau cũng đéo thèm, mình cũng đéo thèm. Bạn giống tôi đấy, cái gì tôi đéo có thì tôi bảo là tôi đéo thèm. Cái gì tôi có thì tôi thèm, thật sự luôn. Cái gì tôi đéo có tôi bảo tôi đéo thèm. Cần cái lồn sĩ diện thì cao mà các bạn không hiểu đâu, tôi đéo thèm. Thật, bạn giống tôi đấy. Tự AQ bản thân tốt đấy, thật sự luôn. Quy luật của loài người là các bạn, cái gì các bạn đéo thèm thì là các bạn đéo có. Giác hồn địt mẹ, cái gì tôi cũng thèm hết à? Cái gì tôi cũng thèm, tôi thèm với cả các bạn luôn. Moment với Minnie đang ở chung là giáo chủ. Bạn hỏi mình với một cái tư cách ở đây là bạn nghĩ mình là mình là một sản phẩm của cặp đôi đấy à? Và tại sao bạn hỏi mình là con của bố Moment mẹ Nhi à? Vào kênh này hỏi Moment là mình Nhi đang ở chung hả giáo chủ? Đi mẹ hai người đấy đẻ nó tôi lồn nữa mà tôi biết. Vãi lồn. Đi vào hỏi tôi biết cái đéo được. Vãi lồn. Nhiều bùm cái nữa. Của giáo chủ kiểu các bạn coi tôi nhiều cái khác một thần đèn đấy, các bạn biết thần đèn không? Cọ bí một lúc rồi thì xuất hiện cả. Kiểu đang ngồi livestream này, các bạn muốn biết thông tin các bạn bảo đây. Em muốn biết là Minnie với cả Moment này có đang ở với nhau không? Tôi bù phát tôi chòe phát người thì khói xuất hiện bù. Bù phát ở một nơi nào đó tôi không biết thì là bù phát khói hiện lên tôi xuất hiện. Thì Moment với cả Minnie đang một nam một nữ hòa vào làm một cái thì là kiểu tôi bù phát tôi hiện ra, tôi nhìn thấy phát tôi gật đầu phát là tôi lại hiện ra đấy. Tôi báo là các bạn là Moment và Minnie đang chém nhau đấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, thân đen vãi ở lồn đấy, lấy đâu con người là một cái sức mạnh như thế, điên à. Chịu. Nếu có ngày anh bị bắt thịt chó anh sẽ làm gì ạ? Gọi cho giáo hoàng ạ, đảng vĩ đại. Anh chưa bị việc đấy, thế nhưng nếu như mà có một ngày mà bị bắt thịt chó, anh chưa hình dung là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh biết chắc chắn câu đầu tiên anh sẽ nói là anh ơi em lớn rồi, giải quyết nhanh anh ạ. thế đó, chứ còn anh không gọi ai cả. Anh không biết là cái tình huống đấy nó sẽ xảy ra như thế nào nhá, ở đâu nhá, và rồi như thế nó sẽ kiểu theo một cái trình tự như thế nào nhá. Chứ anh biết là chắc là cái câu đầu tiên anh nói ra là em lớn rồi anh ơi, mấy cái này giải quyết nhanh đi. Sao tôi nói thế luôn à, thật sự đấy, tôi chỉ nói như vậy thôi, tôi chỉ nói ra như vậy thôi, chứ còn đấy. Giáo chủ trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? À? Mình yêu ít ạ, mình nói thật. Nếu như bây giờ lấy cái thang điểm lên nó gọi là 2 số đi, mình đã yêu được 10 người, chưa đến được con số 10. Tình yêu nào cũng tính nhá, thì chắc là lên được 10. Có cái tình yêu một ngày nó cũng là yêu chẳng hạn, thì vẫn là yêu, thì có thể lên được đến con số 10. Còn nếu như các bạn lại còn tính về thời gian về thế này thì nọ, chỉ có một chiếc chạm 10, tôi nói thật với các bạn, chưa thể nào mà 10 được luôn, chưa thể nào 10 được luôn. Không, ngày mai tôi đi giải quyết luôn ý, chứ còn không có cái chuyện mà về lán lốt lán liểng cái gì đâu, tôi nói thật đấy. Mai tôi sẽ đi, tôi làm răng luôn, tôi không chịu được cảnh đau ở đâu, ghét lắm. Nó cứ hơi nhức nhức ấy, nó đau nó không đến mức làm các bạn cắt da cắt thịt thế, nhưng mà kiểu uầy cay vãi nồi đấy. Các bạn chắc chắn là các bạn đã biết cảm giác đau răng rồi, cay á, bực mình nữa. Em Tú qua stream Nemo rồi để giáo chủ. Em Tú là Sena. Tiêu chí chọn vợ của giáo chủ là gì? Khó. Mình nghĩ là quan điểm sống. Thế đó, một số những cái quan điểm nhất định. Còn nói là quan điểm gì thì khó lắm. Đối với cả mình thì cái gì nó cũng liên kết với cả nhau đấy. Một số những cái tính cách nó có thể minh chứng được sau nhiều thứ các kiểu. Thì ra đối với cả một số những quan điểm sống ấy, nó siêu cùng ấy, tôi nói thật. Bảo đối với cả tôi bây giờ mà đi cưa gái để mà đúng kiểu, để mà các bạn biết là ra nói với cả gái câu đầu tiên sẽ là nói câu gì không? Lý tưởng của em là gì? Mỗi thế chúng ta chỉ cần biết lý tưởng ở đây, giác ôn, kiểu mình hiểu được cái lý tưởng của nhau một chút. Thật ra thì mình cũng chưa bao giờ mình nói thật là mình cũng chả bao giờ mình tính toán trước ấy là rồi mình sẽ gặp ai ấy, mình nói thật. Thế nhưng nếu như mà các bạn cứ để cho cái cuộc sống này nó tự nhiên đi, đúng không? Thì thật ra đối với cái quan điểm của mình ở trong đầu nó chính là cái lúc ổn nó sẽ hiển thị cho các bạn là rất ổn, đúng là như thế rồi. Thế nhưng cái lúc không ổn thì các bạn cũng sẽ thấy không ổn, đến đâu nó sẽ có vấn đề đến đấy, và chuyện đến đâu để giải quyết đến đấy, các bạn hiểu không? Giờ thì suy cho cùng nó là như thế nào, các bạn có một cái vấn đề nó xảy ra rồi các bạn sẽ đặt nó lên bàn cân, liệu các bạn có chấp nhận được cái vấn đề đấy không, hay là các bạn sẽ không thể, hay là như thế nào đấy. Thì cái lúc đấy mới là cái lúc cần suy nghĩ, chứ còn bây giờ bảo là tôi có một cái hình dung để tôi tưởng tượng ra như kiểu là tôi có một cái list tính cách phải như thế này để đi mẹ được, tôi gặp một cô lôn nó tốt như một cái bảng này, cô để thiếu điên này, đéo có ai như thế, đến đâu hay đến đấy thôi các bạn ạ, chứ còn không tính trước Kiệt đâu. Kiệt đã mua gói 50.000 toi không ngu đi xi nho ngay giao chu giang chay cơ pi. Ôi các bạn Kiệt lú nhá, không ngủ được là còn vào lại bắt được tôi này thì thôi, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau rồi đấy. Giáo chủ có tiếc mối tình nào không? Câu hỏi nó nhỏ. Mình không tiếc bất kỳ một cái gì ở trong cái cuộc sống. Mặc dù mình không phải nói như thế là mình AQ cái cuộc sống của mình là mình không làm gì sai nữa. Có những cái lúc cuộc sống của mình nó sai mãi luôn. Sai thôi nó là chưa đủ. Có những cái lúc cuộc sống của mình nó bết bát. Mình kiểu mình còn đéo giống con người nữa. Mình giống con hơn, cái đéo này là mình giống người. Đấy, các bạn phải hiểu có những cái lúc nó như vậy. Thế nhưng mà chưa rồi mình nhìn nhận đi bạn vào những cái công việc đó, vào những cái chuyện đấy bắt đầu kiểu uây thì con mẹ sợ tuệ hết cả, không bao giờ chuyện đấy luôn. Đàn ông là phải có trải, các bạn phải bị thì bạn mới biết đấy. Nó đều là kỷ niệm hết. Đấy là bất kỳ một cái lĩnh vực gì ở trong cuộc sống đấy, chứ kể cả bảo bây giờ tình yêu thì chuyện quá nó cũng là chuyện quá, chả có cái gì cả. nhuộm tóc á. Mấy hôm nữa thì đặt tôi đi cắt cua nhá các bạn, có được không nhỉ? Xong thinh lạch nhá, tôi đi cắt cua nhá, tôi đang muốn cắt cua lắm ý. Trông cô mãi rồi thề. Tôi đang muốn đi cắt cua thật, tôi đang muốn đi cắt cua thật. Anh cắt chọc chứ không phải là cắt boy, các bạn hiểu không? Có thể là kiểu mình điệu điệu, bây giờ mình làm thì nó không đến mức nó gọi là cua, nó ngắn, nhưng mà xong nhuộm mẹ mình vào đi, kiểu dở hơi vậy luôn, kiểu thế chẳng hạn. Kiểu nó tóc ngắn đấy, tóc ngắn là nó đi qua, nó đi nhuộm nhuộm. Tôi thích, cái vấn đề là tôi thích đấy. Trước Tết thì tôi sẽ phải đi cắt tóc một phát, chắc chắn rồi. Là tôi đã tính ở trong đầu là lần này tôi sẽ đi cắt cua rồi. Cắt không đến mức là bị trắng sát vào đầu quá, nó vẫn sẽ có cắt tóc ở phần trên một tí, rồi nhuộm tí màu thì nó hấp một tí, nó dở hơi cũng được mà. Tôi đang thích tóc ngắn đấy. Thì em thích hình tượng của giáo chủ cách đây 4 tháng trước mình như thế nào để bạn có thể nhắc lại cho mình được không? Nhưng mà thật ra mình nghĩ là lúc nào mình cũng thế ấy, mình nói thật. Chứ còn có đoạn A đuổi thôi, chứ còn có đoạn A đuổi, có đoạn thì mẹ A Châu, A Phủ thì lại, chứ còn tôi thì vẫn thế. 4 tháng trước tôi nhảy, 4 tháng trước tôi có phong cách gì? BD à? Tôi đưa BD hơn đây là như nào đấy. Cắt quả đầu hói đấy. Thì mà bây giờ nuôi dài hai bên này, nó phải trên cạo cua mát đi chắc đỉnh vãi một luôn, thật cả các bạn luôn. Ông cắt cua thì khác gì với mọi đen nữa. Hay mà thì tôi ok, tôi cắt để các bạn gọi tôi chính là thằng mọi đen mà, trông kiểu nó bỉ ổi vãi luôn. Cái mục đích tại sao lại phải cắt là để trông cho các bạn nhìn mình, các bạn thấy là mình bị bỉ ổi nữa. Mình nói thật, tôi sẽ cắt cua để thành thằng mọi đen bỉ ổi thật sự luôn, hay vậy luôn ý. Thế mà không hiểu tại sao các bạn nghe từ bọn đen các bạn thấy kỳ thị mà hay vậy luôn. Nhìn ông không ai dám động luôn à? Được đấy. Giáo chủ ơi, em lỡ phải lòng giáo chủ rồi, thế thì đưa tiền đây. Phải lòng nhưng mà đéo đưa tiền thì có phải tội. Đưa tiền đây đã rồi, hãng lòng dạ thì tính sao nhá. Điên à? Nhìn tóc tôi này bảo chưa gội đầu đấy. Không phải đâu. Thế buổi chiều tôi có pomade ở trên đầu đấy, nhưng mà tôi về tôi cũng tôi vẫn chưa gội, nhưng mà không phải là vết đâu các bạn, thật sự. Nhưng mà này, tình cảm tôi thể hiện bằng tiền hết thật mà các bạn lại bảo là nói dối. Các bạn thấy đấy, tôi thể hiện tình cảm với cả con em gái tôi vẫn phải cho nó 10 triệu. Các bạn thấy đấy, nhẹ như lông hồng. Mà các bạn nghĩ 10 triệu là bé, 10 triệu không hề bé. 10 triệu là 3 hoa. À không phải. 10 triệu tôi cứ tính là 3 hoa này. 10 triệu thì là 10 triệu. Cô bé đa tình yêu cậu bé trung tình đã mua gói 10.000 làm quả đầu xích tin tiếp đê cho nó on the min. Cảm ơn cô bé đa tình yêu cậu bé trung tình nhá. Thì cũng kiểu cua kiểu như thế mà. 10 triệu nó là 3 hoa. 10 triệu có được 10 viên không nhỉ? Mà 10 triệu 20 viên chứ, đi mất em đến bánh 10 triệu 10 viên đấy đâu. 10 triệu là 20 viên. 10 triệu được 5 chỉ thế cả. 10 triệu được 5 chỉ. 10 triệu nó là gì vậy nhỉ? Bạn phải biết nhưng mà nói chung là nó nhiều, các bạn hình dung như vậy. Đấy. Đơn vị gì đấy em không hiểu ạ. Được 10G. Giáo chủ cắt cua xong làm xoăn rồi đó. Hay tôi đi làm prep lắp nhá, trong trò Zuro Big Boy ấy, sao nó bị ổi, được không các bạn? Có được không? 10 triệu có cất được 5 chỉ giáo chủ ạ. Ok, đấy, tôi vừa thể hiện ra là tôi không biết đấy, các bạn chỉ cho tôi với. Chứ còn mà tôi đã biết ý, thì tôi đã sẵn sàng như là bao hoa, các bạn hiểu không? Nhưng đúng là tôi không biết thật, thế nên là tôi mới đang hỏi các bạn. Ok, không biết thế nào được, tôi đã thể hiện là tôi không biết đấy, thế nên là tôi mới nói là thế đấy, bạn không biết không? Chứ còn tôi mà biết nhá, thì tôi lại sẵn sàng như là lúc đầu luôn, tôi không biết. Dạ, tôi không biết là tình hình mọi người giới trẻ bây giờ các thứ nó như thế nào đâu, tôi cũng không có cập nhật nữa. Chỉ biết hình như là thế bảo bây giờ giới trẻ chơi đồ rất sâu, địt mẹ trẻ con kiểu dạng địt mẹ con gái con lứa, hình như là có khi bây giờ hình như là cấp 2 là chúng nó đã bay lắc rồi đấy, dãi cả lồn đã, bố mẹ đéo đẻ con nữa, sợ mày là lồn. Thật đấy, tôi nghe người ta đồn thế. Còn Mimosa Emostrain có 2,5 nữa giáo rủ. Giáo chủ có mối điêu thịt chó Sài Gòn không? Mối quen của em bị bắt rồi. Cháu Sài Gòn có cho ăn thịt chó đâu. Ông ấy cứ vớ va vật mẹ đây, cây học sinh cứ hỏi những cái vấn đề tệ nạn thì vẫn chết chẳng may được, tao mà trả lời câu hỏi đấy thì người ta nghĩ tao là cái loại người gì nữa. Mua đi inbox nha, Nam là Bắc inbox. Ôi đùa quá nhỉ. Hai người có khi mà tôi phải thế. Các bạn thấy có một streamer là bán thịt chó nhá. Tôi thề chưa từng có một cái trường hợp như này xuất hiện ở trên cái xã hội này đâu. Mà các bạn biết cái gì đi đâu ở đây thì nó cũng là đỉnh cao. Có khi tôi phải khai trương anh em thầm biết với nhau nhá, anh em thầm biết với nhau nhá. Ủa, kiểu giáo chủ đang ngồi livestream vẫn đang ngồi chuyện tử anh thấy tê tinh. Alo. Đợi tí nha. Các bạn lại đợi tôi 2 phút lại thấy ra lọ mọ một lúc. Ôi, đi vậy mà đáng đi vậy lồn thề. Có gamer bị bờ bán thịt chó rồi đấy á. Ui rồi, gamer hay là kiểu streamer hay là youtuber bay lắc sử dụng ma túy bị bắt lên báo tôi thấy đây. Tôi thấy hơi nhiều. Giáo chủ mang bố mẹ lên khoe stream day. Có donate không? Có donate không thì khoe. Người ta già rồi tha cho người ta đi các bạn. Donate đi thì khoe. Cái này rồi. Về bên đây bị bắt thịt chó bao giờ chưa? Tôi không chuyển mình thật mà. Bây giờ tôi mà chuyển mình của tôi BD bắt tôi là streamer BD thì chắc đỉnh cao vậy rồi. Thề. Là quả Calacole hát 2 mặt dạng nam nữ không giáo chủ? Thôi đang bê lắm. Bây giờ mà các bạn rủ tôi hát tôi đã biết hát nhạc của ai bây giờ. À mình hát nhạc trung tâm mà. Sụp thì tôi hát nhạc trung tâm cho các bạn nghe nhá. Người hãy nói với em vì sao đã yêu nhau mà không hề với nhau. Nói với em vì sao. Nói với em vì sao đâu sao đâu. Đành lòng cớ bước quay mà đi. Cớ bước quay mà không phải trở về. Đành cho anh biết được một lý do. Vì sao con tim anh này phải sống trong cô đơn. Cho anh về một lý do. Hãy đem cho anh một kilo mực khô. Em nghĩ là chị đó em đừng trông thấy anh đòi lý do. Đừng hỏi tên tôi để tôi đang câu đơn quá ai em vui. Nếu không anh là thêm số em xô đi cái đó xem tôi thì còn cháu em nuôi không thể quan tâm thêm đâu. Make tao ơi đừng kiếm em and I'm killing my feeling and I'm giving up help to me. Mình sao bên nhau giờ đâu em nhau hết rồi tình đâu. Đó chết tình đồng hãy thơ với ai. Có để yên như nó nhưng mà đêm đó giờ đâu có đủ với chúng em hoa sao. Anh ơi đã bảo anh ơi đã bắt tôi đi tôi mới hết ra trung tâm này chết đéo phải đâu các bạn. Đêm hôm rồi dù hát hò với lồn thề. Hát full một vơ đi. Ôi dù hát hò với lồn thì thề. Doesn't go double, I thought all I am, I caught a Có bài gì của trung tâm mà mình hát được không nhỉ? Đây rồi, chắc chắn chính là bài này. Lâu lắm tôi phục vụ các bạn văn nghệ nhá, quý đấy. No. Một mùa cũng bao mùa hoa lạ và rơi khóc sân. Mình là người đây cô đơn lặng lẽ. Rồi khi em cho đi đường hoang tấn xuống sân. Rồi những cũng đã mắc lối điều. Rồi mùa cũng đi qua khi mùa đông đã về. Rồi một tin em như sao chẳng thấy. Người yêu anh em có còn yêu anh nữa không? Mà sao không thấy một lời trong nhau. Đọc tôn lại luôn. Đang ghét lại là chuyện lắm. Người yêu không biết yêu em nhiều lắm. Ủa, tôi đi đọc tun là hợp lý đấy. Tôi là chắc tôi bạn chứ là một hai được. Để hai được. Giáo ca còn đọc tun không ạ? Giáo ca này không bao giờ chuyện đọc tun được. Ta không thể tiếp tục chuyện tình của chúng mình được nữa. Tỉa chảy 5, 6, 7 đã mua gói. Giáo ca thì lại không bao giờ đọc tun luôn. Giáo ca thì lại không bao giờ có cần tun về cả bạn. Mình chia tay nhau. Các bạn nghe thử không? Các bạn nghe thử giáo ca. Các bạn nghe thử giáo ca không? Các bạn nghe thử giáo ca. Béo cho, ok, cũng tiên đó, dại luôn. Béo cho, đâu, điên, không, 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 điên, béo cho mà được. Rồi anh ngọt cho các bạn nghe thử một tí, đó, chỉ một tí thôi nhá, để các bạn biết là nó tương đối, nó là một cái chất nhạc nào thôi chứ còn. Tôi không cho các bạn nghe vơ của tôi đâu, tôi đặt vơ của tôi phải từ từ. Mặc dù là nó hoàn thành rồi nhưng mà clip thì chưa thấy đâu, các bạn hiểu không? Ơn mà em giáo cả mình đâu nhỉ? Sao đéo thấy đâu nhỉ? Ủa tiền đâu mà đòi nghe? Tiền đâu? Donate đi. Biết khác rồi. Anh không bao giờ trốn, 19024, kênh không bao giờ bán, 70518, anh không lừa một ai, 3012, chu về xích, tên con hay hơn đúng không? Lốp là like, anh không bao giờ trốn, 19024, kênh không bao giờ bán, 70518, anh không lừa một ai, 3012, chu về xích, tên con bay hàm động 5 lốp là like, Mimosa, 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 Mimosa. Thôi thế thôi, để cho các bạn nghe vơ của tôi đâu. Nghe vơ của tôi là các bạn ung thư vú con bạn luôn. Giá đầu trước tôi đã bật cho các bạn nghe rồi. Thế nhưng mà các bạn đều nhớ thôi hả? Hả? Phục vụ các bạn biết bây giờ là về 1989 rồi mà. Tao biết cái thứ được nữa. Nhưng mà anh em biết là vơ của tôi thì vẫn là tao nhá. Không phải là anh. Làm anh chìm sâu trước khi anh nhận ra rằng là nhớ trao của anh sẽ có em không mà. Bởi vì anh muốn nắm tay nhau vào. Ngày nào tôi phải nghe bài này một lần á. Tôi đéo nói điều luôn. Mà tôi đéo nghe tôi đéo chịu được ấy. Tay đôi chân và đôi chân tôi đi vào club. Baby nơi ta không xếp vào hợp trợ. Anh quay đời kia như playboy cà mâu. Baby như mai quay đi là mơ. Vậy tình là gì là mình viết ra thơ. Em qua quay với kiếp đời chờ. Ta đang hôn nhau trong club đêm mơ. Và vì đây mình đã phần video giáo dục hàng con tu đi vận động cho anh em Trần Thế Hồng và Sơn Chỉ bảy điểm cộng một thời gian những cái tinh tinh trước bao nhiêu ngày đã được ra sắp nhập bên phía bên trong tim em là ai đi áo đi lại cho nên mang ai thì lớn hạ lắm đúng người có dịch á tôi phải bỏ cho mẹ rồi không chơi kiểu đấy đâu nha. Tôi lại đã sợ Covid rồi này. Bởi vì tôi hay tin vào những cái các bạn biết là tôi hay tin vào mấy cái chuyện ấy. Nhà chúng có bảo là Covid từ năm nay sang phải hết năm nay thì nó mới hết cơ. Không phải là nó dịch bệnh vãi luôn ấy. Là tôi sợ năm nay nó là cái năm phải sợ lại kề với cả các bạn luôn. What's up ở cầu Sài Gòn với những màu chuyện dài. Dạ có cái nơi nào đi chơi hay không nhỉ? Tôi chuẩn bị sang tháng là tôi đi du lịch. Tôi không nói nhiều luôn. Nhà bạn đi du lịch đi vùng nào nhỉ? Hay là đi Đà Nẵng nhỉ? Tôi thích đi Đà Nẵng vẫn luôn. Bởi vì tôi cảm thấy thích nơi đấy. Nhưng mà Đà Nẵng có vẻ biết là kiểu cái nhịp sống của thành phố nó vẫn thành phố quá. Nó chắc là phải đi nơi nào mà nó thôn làng hơn ấy. Sáng tháng mà tôi phải giải lợi đi chơi Đà Nẵng không kịp. Tôi thích đi Đà Nẵng đấy, thề luôn. Đà Nẵng hơi vẫn hơi ấy đúng không? Đà Nẵng nó vẫn hơi thành phố đúng không? Đà Lạt à? Ôi, lên Đà Lạt. Lên Đà Lạt là đi anh Minh đang đã túp, sợ lắm. Đi mà cái thằng đầu em túp lông rồi. Đi ba bay các thứ, sợ lắm. Anh Minh chửi tôi đấy, không. Lên Đà Lạt là anh Minh tút, sao tút, thịt mẹ sợ. Không, anh Minh chửi rồi đấy, không lên đâu. Đi Tây Bắc thờ sơ khai á, tôi có phải ấy không? Tôi có phải kiểu ấy không? Kiểu đi bắt cá rồi là đi săn thú để sinh tồn ấy. Nghe thì sợ quá. Là tôi định đi một mình thì có mẹ cái thằng béo 94 cân này các bạn béo tiêu rồi. Du lịch Thanh Hóa. Giáo chủ nghĩ sao về Hoa Kỳ? Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi yêu tổng thống Donald Trump. Mẹ giáo chủ nghĩ sao về Hoa Kỳ? Cái bài đi mai về bầu cử cho tổng thống Donald Trump, bài tên là gì nhỉ? Đi có mẹ bây giờ được đi ra ngoài đường gặp trẻ con cứ thế mà hát bài này thôi hiểu chưa? Cảm giác vãi luôn. Bé tí thì bạn còn đùi hiểu chưa? Tôi không biết tôi chắc ăn đi sợ vãi luôn. Hãy bầu cho tổng thống Trump à? Goodbye TV đấy. We love Hoa Kỳ. Hoa Kỳ number one. Tháng 11 cùng nhau bầu cho tổng thống Trump. Donald Trump, người xứng đáng cho chúng ta cho lá phiếu bầu. Donald Trump. Ở ban kênh. Thế thì ban kênh hết địt mẹ. Ban kênh tôi nhớ ra là có cờ Mỹ là ban kênh. May quá địt mẹ ban kênh. Sợ vãi lộn. Thề với cả các bạn địt mà. Đúng vậy ban kênh đấy. Thấy chưa, tôi bị nhắc nhở ngay ở đây rồi. Anh nhớ ra ngay. Nhìn là cờ Mỹ quá là phải mình cờ Mỹ quá là mình không được nha. Cờ Mỹ là hỏng nha. Cờ Mỹ là bỏ. Thank you em. Đang ngồi đến kèm em là vượt đô đá trong rồi cho là phải hơi biến mình phải dừng lại ngay lập tức. Thế còn từ từ á, để tôi phải lên YouTube xem có cái gì hay đây. Chả có cái gì hay ở thế giới này không nhỉ?